xả nước anh Lực. À, mấy miếng dán màu vàng vàng này nó dính mấy vùi vàng đúng không? Con sâu bồ á. À. Tay vào đó là nó sẽ giống. Sao nuôi ra? Nuôi giống này hả? Nuôi rùi đây hả? Ủa sao không làm đây ngon quá trời. Cái nhà này mà nuôi rùi thì khỏi nói luôn á. Chúng ta bên kia tôi bên này. Mình đau ấy. Rùi đồ chứ. Quá đẹp. Không, đứa con nuôi cái ôi nhỏ đó. Trời ơi, ăn rồi. Ăn cho ăn sát đuôi đỉnh đen rồi. Ăn thấy ghê không? Ăn đây chắc cũng trăm mét vuông hả? Giống cách tây vàng quá ta. Mỗi vàng vàng quyết phải cách tây vàng. Đây đi đi đá hả? Chứ cách thì mua đá rồi. Xong đây đầu tư hơi bị dữ quá. Mình làm tròi thì anh sẽ người gì anh đâu. Chưa làm chứ xong. Nhà màng đó để trồng rau hay làm gì? Cái đó hả? Làm tròi làm người giàu á. Cái gì? Cái chỗ nào làm tròi? Đó mấy cái nồi đồ hồ kia. À cái đó là hả? Mới gắn cái thùng phi rồi. Phi nổi nổi hả? Sao mà đẩy ra giữa 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 hồn cái hồn nhậu luôn hả? Đồ có lấy gì ta? Đây chuyên làm nhà kính mà nhà làm bài bản luôn. Đây là cái trung tâm học tập cho tỉnh à. Tỉnh cái tỉnh này cũng tỉnh thành phố đồ người ta hay tới đấy à. Tới đẹp chứ tới là tham quan hả? Nhà giống luôn. Ở đây có đào tạo không? Là chuyên kinh doanh. Đây là vừa kinh doanh vừa có học luôn. Bài bản quá. Làm đẹp như vậy, làm bơi bơi. Đúng rồi. Làm mình chuẩn luôn chứ. Không cần là đánh giá không ai, nên mình về đây mình làm chuẩn. Được, về chưa? Này cải hả ta? Này để bán theo giá rau sạch hay là bán giá rau sạch? Gì sạch nè? Có cái mối riêng hả? Ủa nó cà rỉ rỉ gì chứ phải nó ngập lúc nào nó cũng ngập hả ta? Trước em tưởng cái này nó sẽ bít cái đầu lại chứ. Rồi cái nó ngập trong đây cái lâu lâu nó mới bơm. Nó chạy theo vòng tròn đấy hả? Ừ. Nó xả xuống nó xuống bề. Còn cái này như là nó bơm lên ít thôi. Mấy tấm này thường nó dính mấy con rùa vàng không à? Dính rùa vàng nè. Sâu. Mấy con rùa nó bị đẻ ra sâu phải không? Ủa trên đó là lưới hay là ni lông ta? Lưới hả? Ừ, rắn rồi, rắn rồi. Hết rồi. 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 Tụi con rắn gì ghê vậy? Nó chui vô cống rồi.
đánh màu độc lắm á, càng màu mè càng độc. Ok này chỉ qua ba tổng thôi, hết hồn nổi làm hết luôn. Đó, 15 chưa xong. Ở cái này làm gì ta? Ở trong dưa lưới nó không quan cho dưa lưới hả? Cái này hình như tưới nhỏ giọt không? Công nghệ của Israel gì đó. Ủa này trồng kiểu sao ta? Nào giờ coi YouTube thôi, nay mới đi lần đầu tiên kiểu này á, mới coi được cái đại trồng này kính rồi. Ủa, bạc này, bạc này có lỗ hơn nó rõ nước nữa nè. Dư leo sạch đó hả? Đồ ghê chưa? Mát. Thu hoạch hết rồi. Đã dữ trời. Chị thu có bằng tay hả? À, mới bằng ông thì mới về. Uống ông này ông diễn lại dưới ta. Đuôi nó bự vậy. Con ong này nó mập mà nó ngủng à. Chích không đầy. À tức là nhân nhà kính này ong nó vô hô bóng được. Mình phải hô hoán tay. Giờ phải nuôi mấy con ong này cho nó đi hô bóng. Nhiều vấn đề sinh ha. Cảm nhận tốt thiệt chứ ta. Này tới gì? Dưa leo á. Tới tới dưa leo hả? Cái chuột đó. Nhìn tưởng nó tới bí không chứ. Nó tới dưa leo trời. Để thử làm giống rồi mua giống. Bởi vậy nói tới dưa leo rồi tới bí gì nhỏ xíu vậy. Tới dưa leo trời. Ủa sao đây không thấy lá khô luôn ta? Cái lá vàng có người tỉa. Tỉa luôn, sạch luôn hay gì á? Tỉa nó thành. Nhưng nguyên cái này xanh hết, không có lá nào. Khô.